Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu chân pháp giới chân như thật tế, không chuyển vượt, thì sắc cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Thọ tưởng hành thức cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, nhãn xứ cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, sắc xứ cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Thanh hương vị xúc pháp xứ cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, nhãn giới cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Nhĩ tỷ thể thân ý giới cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, sắc giới cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Thanh hương vị xúc pháp giới cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, nhãn thức giới cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Nhĩ tỷ thể thân ý thức giới cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, nhãn xúc cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, địa giới cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Thủy hỏa phong không thức giới cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, nhân duyên cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, pháp từ các duyên sanh ra cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, vô minh cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái chủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, bố thí ba la mật đa, cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa, cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, bốn tịnh lự cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bốn vô lượng, bốn định vô sắc cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, bốn niệm trụ cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, pháp môn giải thoát không cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, pháp không nội cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, thánh đế khổ cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Thánh đế tập diệt đạo cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, tám giải thoát cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Tám thắng xứ, chính định thứ đệ, mười biến xứ cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, tất cả pháp môn Đà La Ni cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Tất cả pháp môn Tam Ma Địa cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, bậc cực hỷ cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực năng thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, năm loại mắt cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Sáu phép thần thông cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, mười lực Phật cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng?
Bạch Thế Tôn, đại từ cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Đại bi, đại hỷ, đại xả cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, pháp không quên uất cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Tánh luôn luôn xả cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, trí nhất thiết cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, 32 tướng đại sĩ cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? 80 vẻ đẹp phụ thuộc cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, quả dự lưu cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, quả vị độc giác cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, tất cả hạnh đại Bồ Tát cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, pháp thế gian cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Pháp xuất thế gian cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, pháp hữu lậu cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Pháp vô lậu cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Bạch Thế Tôn, pháp hữu vi cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Pháp vô vi cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng? Phật dạy: không, thiện hiện sắc chẳng khác pháp giới chân như thật tế, thọ tưởng hành thức cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Này thiện hiện, nhãn xứ chẳng khác pháp giới chân như thật tế, nhĩ tý thiệt thân ý xứ cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Này thiện hiện, sắc xứ chẳng khác pháp giới chân như thật tế, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Này thiện hiện, nhãn giới chẳng khác pháp giới chân như thật tế, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Này thiện hiện, sắc giới chẳng khác pháp giới chân như thật tế, thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Này thiện hiện, nhãn thức giới chẳng khác pháp giới chân như thật tế, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Này thiện hiện, nhãn xúc chẳng khác pháp giới chân như thật tế, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Này thiện hiện, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng khác pháp giới chân như thật tế, các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Này thiện hiện, địa giới chẳng khác pháp giới chân như thật tế, thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Này thiện hiện, nhân duyên chẳng khác pháp giới chân như thật tế, đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Này thiện hiện, pháp từ các duyên sanh ra chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Này thiện hiện, vô minh chẳng khác pháp giới chân như thật tế, hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thù hữu sanh lão tử sầu tan cổ ưu não cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Này thiện hiện, bố thí ba la mật đa chẳng khác pháp giới chân như thật tế, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Này thiện hiện, bốn tịnh lợi chẳng khác pháp giới chân như thật tế, bốn vô lượng bốn định vô sắc cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Này thiện hiện, bốn niệm trụ chẳng khác pháp giới chân như thật tế, bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Này thiện hiện, pháp môn giải thoát không chẳng khác pháp giới chân như thật tế, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Này thiện hiện, pháp không nội chẳng khác pháp giới chân như thật tế, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Này thiện hiện, thánh đế cổ chẳng khác pháp giới chân như thật tế, thánh đế tập diệt đạo cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Này thiện hiện, tám giải thoát chẳng khác pháp giới chân như thật tế,
Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Này thiện hiện, tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa, cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Này thiện hiện, bậc cực hỷ, chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệu tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Này thiện hiện, năm loại mắt chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Sáu phép thần thông cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Này thiện hiện, mười lực Phật chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Này thiện hiện, đại từ chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Đại bi, đại hỷ, đại xả, cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Này thiện hiện, pháp không quên mất, chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Tánh luôn luôn giả, cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Này thiện hiện, trí nhất thiết, chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Này thiện hiện, 32 tướng đại sĩ, chẳng khác pháp giới chân như thật tế. 80 vẻ đẹp phụ thuộc, cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Này thiện hiện, quả dự lưu, chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Quả nhất lai bất hoàn, A-la-hán, quả vị độc giác, cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Này thiện hiện, tất cả hạnh đại Bồ-Tát, chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Này thiện hiện, pháp thế gian chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Pháp xuất thế gian cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Này thiện hiện, pháp hữu lậu chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Pháp vô lậu cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Này thiện hiện, pháp hữu vi chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Pháp vô vi cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Khi ấy cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu sắc chẳng khác pháp giới chân như thật tế, thọ tưởng hành thức cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu nhãn xứ chẳng khác pháp giới chân như thật tế, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu sắc xứ chẳng khác pháp giới chân như thật tế, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu nhãn giới chẳng khác pháp giới chân như thật tế, nhĩ tĩ thiệt thân ý giới cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu sắc giới chẳng khác pháp giới chân như thật tế, thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu nhãn thức giới chẳng khác pháp giới chân như thật tế, nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu nhãn xúc chẳng khác pháp giới chân như thật tế, nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng khác pháp giới chân như thật tế, các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu địa giới chẳng khác pháp giới chân như thật tế, thủy hỏa không không thức giới cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu nhân duyên chẳng khác pháp giới chân như thật tế, đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu pháp từ các duyên sanh ra chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu vô minh chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu bố thí ba la mật đa, chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu bốn tịnh lợi chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu bốn niệm trụ chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chẳng khác pháp giới.